Xin chào mọi người đã đến với kênh Lượm Lặt Cuộc Sống. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một máy tính bảng kim điện thoại 2 sim 2 sóng giá rẻ mình vừa đặt mua trên mạng với giá là 5.290.000 kèm theo bàn phím Bluetooth. Giá nó chỉ rẻ hơn với những thiết bị cùng cấu hình thôi, chứ hiệu năng của máy thì vô cùng mạnh mẽ, cân được hết mọi loại game di động luôn. Đây là đóng gói của cái bàn phím Bluetooth. Còn đây là cái thùng chứa máy tính bảng OnDockQ. Bây giờ thì xem bên trong cái thùng này sẽ có những cái thứ gì nhé. Đây là cái hộp được máy tính bảng OnDockQ màu đen, nhìn rất là nhỏ gọn và đẹp mắt. Tên của máy tính bảng này là iPlay 40 và dung lượng của nó là 128GB. Nhìn tổng quát chiếc hộp này thì nó giống như là một cái máy Vespa Slim rồi đó. Còn đây là những móc phụ kiện kèm theo một cái giá đỡ cho máy tính bảng. Còn đây là sạc cáp để đổi ra lỗ cắm 3.5 ly để mình cắm dây loa hoặc là tai nghe. Đây là đầu đổi ra cổng OTG để dùng cho các thiết bị sử dụng cổng USB. Như vậy là hết rồi, không còn món nào nữa. Một cảm giác hơi bị hụt hẫng, vậy là họ giao thiếu cho mình cái bao da của cái máy tính bảng này rồi. Giờ không biết làm sao để đòi nữa. Giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra và tìm thử xem trong đây có không.
buồn thiệt chứ. Vậy là trong đây chỉ có cáp, cục sạc và một cây kim để chọn lấy khe sim mà thôi. Và kèm theo một miếng dán màn hình nữa. Thôi thì bây giờ mình mang cái máy tính bảng này ra ngắm cho đỡ buồn vậy. Mặt lưng của máy là một màu đen nhám, được thiết kế bằng nhựa. Và cái màu đen nhám này thì nó đỡ bớt dính vân tay khi mình cầm vào máy. Mặt dưới của máy tính bảng này thì không có cổng sạc mà chỉ có hai cái loa thôi. Còn mặt bên phải của máy thì có chứa khe sim để gắn sim vào. Còn mặt phía trên của cái máy tính bảng này thì có thêm hai cái loa ngoài nữa, và kèm theo đó là cổng sạc USB Type-C. Vậy tính ra cái máy tính bảng này có tất cả tổng cộng là 4 cái loa ngoài. Không biết lúc nghe nhạc nó sẽ to như thế nào đây. Như mọi người cũng đã thấy là từ lúc mình cui thùng đến giờ thì vẫn chưa thấy cái miếng siêu của máy tính bảng đâu hết. Chỉ thấy cái miếng dán màn hình này thôi. Khi nào xài thì mình bóc ra. Còn mặt bên trái của máy tính bảng này thì có một cái nút nguồn và hai cái nút để chỉnh volume. Như vậy là cái máy này nó được bỏ một cái lỗ để gắn cắm tai nghe 3.5 ly. Và thêm vào đó là hai cái loa ngoài. Nhìn tổng thể thì kiểu dáng của máy này khá giống với iPad mini đến 95%. Tuy là loại máy tính bảng cỡ lớn, màn hình 10.4 inch, nhưng máy vẫn khá gọn và nhẹ. Cầm trên tay cảm giác rất là cứng cáp và chắc chắn. Đây là camera sau 8 megapixel, kèm theo đèn flash, một điều rất hiếm gặp trên máy tính bảng. Cụ thể là 5 thế hệ iPad mini, từ 1 đến 5 đều không có. Kể cả cái tablet Xiaomi Mi Pad 4 mình đang xài để quay video này cũng không có đèn flash luôn. Còn bây giờ mình sẽ bóc hộp cái bàn phím không dây này. Cái này mình không đặt mua, nhưng thấy trong hóa đơn ghi là được tặng. Nghe được tặng thì thấy sướng lắm. Nhưng hình như là nó bù lại cái vụ mà không có bao da, nên nó tặng lại cái này để bù trừ hay sao đó. Nhưng mà mình vẫn thấy bị lỗ, vì mình cần bao da chứ không cần cái bàn phím này. Vì bàn phím này cũng chẳng biết xài để làm gì. Nói trong đây có cái bàn phím mà mình không tin luôn, vì mà nó nhẹ như là cái hộp không rồi đó. Và bây giờ thì mình hãy cùng chiêm ngưỡng cái dung nhan của cái bàn phím này. Thiết kế của cái bàn phím này mình thấy nó khá nhẹ, mình cầm sợ nó gãy luôn á. Nhưng mà như tất cả nó bằng nhôm nên nó được nhẹ như vậy. Nó vừa nhẹ mà vừa mỏng dính nữa chứ. Cái này cũng rất là tiện lợi cho những ai mà cần gõ văn bản mang theo nó. Và đây là bàn phím không dây nên sẽ kết nối bằng Bluetooth. Bất cứ thiết bị di động nào mà có cổng Bluetooth là đều có thể kết nối được hết. Đây là cổng sạc micro USB. Mình có thể dùng cáp sạc của điện thoại để sạc cho cái bàn phím này. Còn bây giờ mình sẽ mở máy lên để test, xem thử nó như thế nào.
thì mình sẽ bấm vô cái nút nguồn này trong vài giây để máy nó mở. Và đây là những cái bước cài đặt ban đầu cho các thiết bị Android. Và cuối cùng thì mình cũng vào được màn hình chính của cái máy tính bảng này. Các thao tác chạm và vuốt cũng rất nhẹ nhàng và mượt nha. Cái đế này thì mình được tặng kèm theo khi mua cái máy tính bảng. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó. Nhưng như mọi người đã thấy trên màn hình thì máy này có 2 SIM và RAM 8GB. Bộ nhớ là 128GB. Tha hồ cho mọi người quay phim và chụp hình luôn. Giờ thì mình sẽ gắn cái bàn phím Bluetooth này vô để test luôn chức năng của nó. Một công đôi việc. Đầu tiên là mình sẽ nhấn ở đây để mở bàn phím này lên. Kế tiếp là mình nhấn chức năng thoát Bluetooth. Và bàn phím đang ở chế độ chờ để nhận thiết bị. Bây giờ mình sẽ vào setting trên máy tính bảng này. Nhấn vào kết nối thiết bị. Rồi bây giờ nhấn vào dò tìm thiết bị để kết nối. Tên Bluetooth của bàn phím là Bluetooth Keyboard. Rồi mình sẽ nhấn vào đây. Kế tiếp mình sẽ nhấn chọn vào chữ the để kết nối. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng cái bàn phím này rồi. Bây giờ mình sẽ vào YouTube, mình gõ chữ để tìm kiếm thử một bài hát. Mạng wifi của mình nó hơi bị chậm nên nó xoay nó hơi bị lâu. Trên bàn phím này cũng có nút chỉnh âm thanh to nhỏ nữa. Ba cái nút màu xanh Android, Windows và iOS này mình không biết nó làm gì nữa. Wi-Fi nó quá yếu, lag lâu quá.
quay hoài chưa xong hả? Mình sẽ mang cái máy này đến gần cái đỉnh tháp wifi vậy. Ái chà, vừa cầm ra một cái là có nhạc liền. Quá hay. Chỉnh maximum volume để cho tiếng hát nó hát tiếng xe luôn. Chắc bóng đêm ta hoa cờ, đời đâu có như mơ. Nổi hứng lên nó làm ca sĩ luôn, vì bài hát quá hay nè. Còn đây là cái sợi cáp để chuyển cổng cắm tai nghe nha mọi người. Mình nghĩ chắc bây giờ cũng biết ai xài, vì đa số là sử dụng tai nghe bằng Bluetooth hết rồi. Đây là đầu chuyển USB tai xe ra cổng OTG để cắm những cái thiết bị sử dụng cổng USB. Giờ thì mình sẽ test thử camera của cái máy tính bảng này. Tuy máy chỉ có 8 megapixel nhưng chụp hình rất rõ và đẹp luôn, chụp cận cảnh cũng rất là rõ, như mọi người thấy đó, rõ như là mình nhìn bằng mắt thường luôn á. Tại vì mình vẫn còn để cái miếng dán màn hình nên mọi người khó nhìn thôi, chứ rất rõ và đẹp nha. Quay phim thì cũng như vậy luôn, rất rõ và sắc nét. Mọi người đừng tưởng là máy này nó rẻ nên là mọi chức năng nó sẽ bèo nhèo và dởm đâu nha. Mình thấy nó chụp hình và quay phim hình như là còn đẹp hơn cả cái thằng iPad mini 5 nữa. Trong khi giá tiền của thằng iPad mini 5 nó thì nó mắc hơn gấp đôi cái thằng này luôn. Ở chế độ chụp hình của nó thì còn hỗ trợ rất nhiều tính năng làm đẹp cho bức ảnh mình vừa chụp nữa. Khỏi cần sử dụng thêm phần mềm thứ ba để làm đẹp cho bức ảnh của mình. Như vậy là phần cuối họp và test máy của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ở video sau. Mình sẽ test tốc độ của chiếc máy iPlay 40 này với chiếc iPad mini 5 thế hệ mới nhất cho mọi người xem.